Thưa quý vị, thời gian qua, ma túy học đường là vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Việc ma túy xâm nhập vào trường học diễn ra ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Để công tác phòng chống ma túy trường học đạt hiệu quả cao, ngoài sự nỗ lực của các ngành chức năng, nhà trường, rất cần sự chung tay từ các gia đình trong việc quản lý, chăm lo, giáo dục con em mình. Những buổi sinh hoạt ngoại khóa được lồng ghép tuyên truyền về ma túy như thế này đã được nhiều trường trung học tại Long An thường xuyên tổ chức trong thời gian qua. Việc làm này nhằm giúp các em có thể phân biệt và biết được các tác hại của các loại ma túy, từ đó chủ động nâng cao cảnh giác trước các loại tội phạm này. Ma túy học đường có một cái hậu quả rất là nghiêm trọng, nó phá hại trí tuệ và sức khỏe của các em. Vì vậy chúng ta phải nâng cao trong việc giáo dục ma túy học đường, vì chị nghĩ sau mấy những cái buổi tuyên truyền đó thì các em sẽ biết được là tình hình ma túy hiện nay, rồi những hậu quả của ma túy cũng như cái những cái biện pháp và kỹ năng bảo vệ cho chính bản thân mình. Qua những kiến thức các thầy cô tuyên truyền cho các em cũng như đã học là em ý thức được ma túy rất là nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta và gây mất khả năng học tập và gây gánh nặng cho gia đình. Nếu mà em phát hiện bạn bè trong lớp hay là trong trường có vướng vào vấn đề này thì đầu tiên em sẽ báo cho các thầy cô, giáo viên bộ môn trong trường để giải quyết vấn đề này. Với đa dạng các chủng loại như heroin, cần sa, ma túy đá, thuốc lắc, ma túy tổng hợp, được đối tượng buôn bán ngụy trang một cách tinh vi và dễ len lỏi vào học đường, quỷ hoại tương lai của nhiều học sinh, sinh viên, dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Do đó, để hạn chế tỷ lệ người nghiện ma túy trong thanh thiếu niên, nhất là học sinh, sinh viên, ngành giáo dục luôn coi trọng nội dung phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong học đường. Nhà trường đã thường xuyên nhắc nhở đội ngũ thầy cô giáo luôn luôn lồng ghép các nội dung về phòng chống ma túy học đường vào các cái môn học và các cái hoạt động khác. Rồi bên đoàn thanh niên thì các em cũng thường xuyên thực hiện các cái mô hình giáo dục tuyên truyền thông qua các cái hoạt động như là sân khấu hóa về cái tuyên truyền phòng chống ma túy. Sau khi mà rà soát thì các nhà trường có báo cáo là tất cả các nhà trường đều là thành lập ban chỉ đạo và phân công cho các thành viên cụ thể. Hiện tại là sở đã tập huấn cho cán bộ cốt cán cũng như là các giáo viên mà kiêm nhiệm công tác tư vấn học đường về các chuyên đề để phục vụ cho cái công tác phòng chống ma túy trong trường học, kết hợp với lại là các cái ngành chức năng của địa phương, chẳng hạn như là bên công an hoặc là trung tâm kiểm soát bệnh tật của địa phương, để từ đó có những cái buổi nói chuyện cụ thể hơn để cho các em hiểu rõ hơn về cái công tác phòng và chống ma túy trong học đường. Theo thống kê, trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 2.500 người nghiện và hơn 1.200 người nghi nghiện. Phần lớn người nghiện là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ phạm tội nghiêm trọng, phổ biến là tội tàn trữ mua bán trái phép ma túy. Vì vậy, các giải pháp ngăn chặn ma túy và bảo vệ học sinh sinh viên trước vấn nạn này không chỉ của riêng ngành giáo dục, cơ quan chức năng, mà là của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.